Hello, Thanh xin kính chào quý cô chú và anh chị ạ. Thì hôm nay cũng là một buổi chiều đẹp trời, em Thanh rảnh sẽ đi review cho mọi người một cái mẫu nhà. Hôm nay Thanh đang ngồi trong cái vị trí căn nhà này. Thì căn nhà này có một cái diện tích là ngang 8 và dài 4, với kết cấu là một trệt một lầu. Thì vị trí căn nhà mình đây nằm trên trục đường 3C. Thì bên phía bên tay tay trái, tay phải Thanh đây là nó là gần ngay cái trường học Bình Long đó mọi người. Ngay trường học Bình Long là giáp Tân Phú luôn, rất là gần. Mặt tiền đường rộng lên đến 8 mét nha cô chú và anh chị. Thì từ cái căn nhà mình đây thì Thanh nghĩ là quý cô chú và anh chị mình có thể là thích hợp với lại kinh doanh buôn bán, là hoặc là mình mở quán ăn ở phía trước cũng rất là tiện luôn, tại vì ở gần đây là tiệm với lại quán ăn rất là nhiều luôn nha cô chú và anh chị. Đó, thích hợp cho mình kinh doanh buôn bán. Đó, thì nếu như quý cô chú và anh chị mình mà quan tâm mẫu nhà này thì hãy nhấc máy lên liên hệ cho Thanh nha. Rồi bây giờ mời mọi người nhìn mặt dựng căn nhà giùm Thanh. Căn nhà này có diện tích là như hồi nãy Thanh nói là ngang 8 dài 4 mét nha cô chú và anh chị. Với kết cấu là một trệt một lầu. Thì bây giờ mời quý cô chú và anh chị mình vào bên trong khám phá nhà cùng với Thanh nha. Nhà thì ở phía ngoài thì làm cho mình lớp cửa sắt nha mọi người. Cửa sắt lớp với lại kính cường lực rất là chắc chắn và sẽ tặng kèm cho quý cô chú và anh chị một bộ rèm như thế này. Đó. Và không gian bên trong nhà rất là rộng rãi, đây là không gian phòng khách nha cô chú và anh chị. Tường thì bên Thanh sơn cho mình với cái tông màu xám nè, xanh nè, đó cái tông màu này nhìn rất là bắt mắt luôn, nhìn cho cái căn phòng khách của mình rất là sang trọng nha. Và ở đây bên Thanh đã đặt sẵn cho mọi người một cái bộ ghế sofa màu xanh than, đó rất là xinh luôn. Nếu như mọi người mình thích thì mình có thể decor về, mình decor lại theo cái ý thích của mọi người thôi. Bên trên thì có làm cho mọi người một cái bộ đèn chùm nè, cũng như là xung quanh đèn led rất là đẹp luôn, sáng cho căn nhà của mình nha. Ở đây thì bên em có làm cái ống cấp thoát nước nè, nếu như quý cô chú và anh chị mình cũng có thể là mình đặt cái máy giặt ở đây mình giặt đồ. Ở nhà bên em là lớp gạch ở đây là gạch kiểu hoa văn họa tiết nha mọi người. Rồi đây là không gian phòng bếp của chị em phụ nữ, thì cái không gian phòng bếp thì nó cũng nhỏ gọn thôi mọi người. Đó thì ở đây thì hai người nấu ăn vẫn thoải mái nè. Ở mặt bếp thì bên em làm cho mình mọi người là đá hoa cương với tông màu đen, thì có làm sẵn cho cô chú và anh chị mình một cái kệ tủ trên kệ tủ dưới, cái này là bằng nhôm nha mọi người nha, bằng nhôm rất là đẹp luôn, tông màu xám. Đó thì nhà này cái tông màu Thanh thấy chủ đạo là tông màu xám với tông màu trắng nha cô chú và anh chị. Rồi phía dưới này còn có cái không gian nhà vệ sinh cho mình luôn. Không gian nhà vệ sinh này thì cũng rất là tiện cho ví dụ như nhà mình có khách khứa mình đi vệ sinh dưới này nó cũng rất là tiện nha. Có lavabo rồi vòi tắm sen bồn cầu đầy đủ cho quý cô chú và anh chị rồi. Thì căn nhà này có một trệt một lầu thì hai phòng ngủ với hai nhà vệ sinh. Bây giờ Thanh mời mọi người đi trên lên lầu khám phá cùng với Thanh phòng ngủ bên trên nha. Và rồi đây là không gian ở trên lầu nha cô chú và anh chị, thì có hai phòng ngủ đang xen nhau thế này. Rồi đây là phòng ngủ phía trước này. Phòng ngủ phía trước thì cái không gian này nó rộng cho mình tầm khoảng là 15 mét vuông. Thì gạch ở bên dưới thì bên em có lót cho mình là gạch 40 nha cô chú và anh chị. Ở bên ngoài thì có cửa này, có ban công cho mình luôn. Nhà này thì Thanh nghĩ là nó sẽ phù hợp cho những cái cặp đôi vợ chồng mình mới cưới á, thì mình mua căn nhà này hợp lý luôn. Đây ban công nhỏ gọn thôi mọi người ơi, ban công thì bên Thanh làm cho mọi người bằng sắt rất là chắc chắn luôn nè, ở nhà có con nít mình cũng không có sợ. Rồi ở phía bên hông này cũng còn có cho mọi người thêm một cái cửa nữa nha mọi người nha, cửa này cũng là ban công. Nói chung là nhà này Thanh thấy có hai ban công. Wow, ban công bên này nó rộng hơn. Đây mời mọi người ra ngoài đây cùng với Thanh. Ban công ngoài này thì Thanh nghĩ mọi người mình có thể phơi đồ ở đây cũng thoải mái nè mọi người. Đó, ở đây mình phơi đồ thoải mái luôn. Có vòi nước rồi đầy đủ cho mình luôn. Ở đây nếu như cô chú anh chị mình thích thì mình cũng có thể trồng cho Thanh những cái chậu hoa, hoặc là mình trồng chậu hoa phía trước bên này đẹp hơn nè. Ở phía trước đó là mình trồng hoa, còn bên hông này mình là phơi quần áo. Thì như Thanh nói là căn nhà này nó sẽ phù hợp cho những anh chị nào mình mới cưới nè. Không gian bên trong nhà ở trên đèn led rất là đẹp nha cô chú và anh chị. Thì ở đây bên Thanh có gắn sẵn dây ống đồng hết rồi, quý cô chú về và anh chị mình về mình chỉ cần lắp máy lạnh vào là được thôi, có tặng rèm sẵn cho mình luôn ha. Rồi bước tiếp qua bên đây, nhà vệ sinh ở trên lầu thì nó thiết kế cho mình là không gian nhà vệ sinh chung nha cô chú và anh chị. Thì nhà vệ sinh ở trên nó thì nó sẽ rộng hơn ở dưới, ở xung quanh là ốp gạch cho mình rất là sạch sẽ luôn, đầy đủ tiện nghi cho cô chú và anh chị. Rồi không gian phòng ngủ thứ hai, không gian phòng ngủ thứ hai thì bên em cũng thiết kế cho mọi người phía trước là cũng có một cái ban công nhỏ nha. Đó như Thanh nói là nếu như mọi người cái này cũng tùy theo nhu cầu của mỗi người thôi. Ở mình về mình có thể trồng cho Thanh những cái chậu hoa phía trước cho nhìn cái nhà mà nó sinh động mát mẻ hơn. Không gian phòng ngủ này thì nó nhỏ hơn bên kia một tí xíu thôi nha mọi người nha, nhưng mà vẫn dư sức là mọi người đặt cho em Thanh được một cái giường ngủ cũng như một cái kệ tủ nhỏ nha.
Thì vừa rồi em Thanh cũng đã chia sẻ cho quý cô chú và anh chị mình tham quan cái căn nhà này rồi ha. Thì bây giờ em Thanh xin nhắc lại cái thông tin này cho quý cô chú và anh chị mình nắm rõ. Căn nhà này có diện tích là ngang 8 dài 4 mét với kết cấu là một trệt một lầu. Thì đường này nằm trên trục đường 3C thì giáp ngay quận Tân Phú luôn. Mọi người đi di chuyển rất là gần và ngay trường học Bình Long đây. Và nhà này đang gia chủ đang rao bán với mức giá là trên 3 tỷ một tí xíu. Rất là rẻ nha quý cô chú và anh chị. Nếu như mà quý cô chú và anh chị mình quan tâm cái căn nhà này thì hãy nhấc máy lên liên hệ sớm với em Thanh. Em sẽ dẫn mọi người đi xem nhà trực tiếp. Số hotline em có để ở trên video, mọi người có thể tham khảo nha. Còn bây giờ em cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này. Em xin chào mọi người ạ.